căng nhất đấy nhở. À, anh Thành trưởng thôn. Anh Thành cẩn thận nhé, đá lăn vào chân đấy. Đá to. Nắm đây kéo. Đấy, 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 cái chân. Nặng quá, nặng quá. Ui. Em tuyệt ném một cái là rơi cả hai cục ấy nhở. Mà mọi người từ từ để anh Thành chuyển mấy cục này xuống đã. Gạt này xuống đã. Đến lượt thanh niên đúng không ạ? Đấy các bà trên này, các bà lăn trên này xuống, bây giờ là đến lượt thanh niên là chuyển đá to sang bên này. À, đúng rồi. Trên này dốc dưới lăn là các bà. Các bà đi nghỉ uống nước thôi. Kia, nước ở kia. Chỗ đấy vào móng không? Móng chắc là đây này. Nên nó vào trong 10 mét. Thế thì phải cho vào trong nhưng là làm móng ở ngoài. À. Các cô các chị là lăn đá từ trên kia xuống. Nó dễ và chỉ việc là dùng tay nhẹ thôi. Đấy, thì bây giờ là các anh thanh niên. Thanh niên là đấy, vận chuyển đá ra đây. Đá này là để làm móng nhà. Cái đống này nếu mà nhà mình mà dọn hết bao lâu? Khoảng 30 phút, à 20 phút này. 20 phút à? Nhanh nhỉ? Phút mốt. Phút mốt à? Cái này là mới được 6 khối đá thôi. Vẫn còn là 3 khối nữa. Đá là 9 khối. Còn xi măng là dự kiến là hơn 100 bao nhưng mà sẽ chuyển vào trước là 60 bao. 60 bao thì hôm nay là tiện chuyến thì là chuyển vào trước 20 bao như lúc nấy rồi. Đến rồi. Các bà về nhà tí nữa xe vào lại giúp Dương nhá. Vâng. Alo, ở rồi, cháu nhớ rồi, tí cháu alo. Các bà là alo rất hiện đại. Còn dưới này mấy anh thanh niên đang ngồi đợi cái xe vật liệu tiếp theo vào để bốc xếp nha mọi người nhé. Cái chuyến xe này vào muộn bởi vì là ở cái đường ngoài cách thị trấn Đồng Văn á. Được rồi, được rồi em ơi, được rồi. À, cách thị trấn Đồng Văn khoảng 6 cây số là ở cái xóm Kia Lía. Đang làm đường mới nên là
bị tắc đường lên xe vào muộn. Chuyến này vẫn là 3 khối đá. Vâng, 3 khối đá 20 bao xi. 20 bao xi. À. Các bà lại xuất hiện rồi. Vừa rồi ngồi ở trên nhà anh ở trên thôn đây nhưng mà không thấy các bà. Cây của mình đây à? Sao không lấy cây to hơn? Cây to cho nó khỏe. Hai tay tính tất cả bên này. Đây này. Xíu.